Bạn là tinh hoa của vũ trụ. Cả vũ trụ đang hiệp lực hỗ trợ cho bạn hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình ở hành tinh trái đất này. Bạn ý thức rất rõ ràng, tình yêu, ánh sáng, trí tuệ rất dồi dào bên trong bạn. Và khi bạn thừa nhận, tôi là tinh hoa của vũ trụ, bạn đang để tình yêu, ánh sáng, trí tuệ của bạn hiển lộ ra bên ngoài, liên tục hỗ trợ cho tất cả những người xung quanh bạn phát triển khả năng tự nhận thức để nhận ra rằng bên trong mỗi cá nhân chúng ta đều có tình yêu, ánh sáng và trí tuệ. Mục đích thiêng liêng của chúng ta ở hành tinh trái đất này đó chính là ngày càng tăng trưởng tiến hóa về mặt tâm linh, về trí tuệ của mình để năng lượng tình yêu, ánh sáng tràn ngập ở hành tinh trái đất này, mang lại phúc lạc cho tất cả mọi sinh vật đang hiện diện ở hành tinh trái đất này. Khi bạn luôn kiên định, tin tưởng rằng bạn là tinh hoa của vũ trụ, thì mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều là tình yêu, năng lượng tích cực và rung động cao. Đó là nguồn năng lượng dồi dào để hỗ trợ cho tất cả những người xung quanh bạn, thế giới xung quanh bạn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Khi bạn thừa nhận, tôi là tinh hoa của vũ trụ, cả vũ trụ sẽ hiệp lực hỗ trợ cho bạn. Những quý nhân xuất hiện, cơ hội lớn xuất hiện, những điều tích cực xảy đến với cuộc sống của bạn để trợ lực cho bạn hoàn thành mục đích thiêng liêng, sứ mệnh thiêng liêng của mình. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.